Nhớ bài khởi động chưa? Mai mốt mọi người tự khởi động được không? Mọi người bật cam lên nha. Ai chưa bật cam bật lên nha mọi người. Sao bà Ngân mà để cái cam gì tuốt ở trên cao này lại có mỏi cổ không? Tôi mắt đi xa hả? Cô không biết nữa. Tại mắt đi xa mọi người. Không nhớ nữa. Chắc dạy một bài Betty Savage hả? Ok, còn bạn nào chưa đánh ngực được không? Đánh được hết rồi đúng không? Rồi, xịn ghê. Ok, hôm nay mình học thêm một động tác mới nữa là kết hợp của phần thân trên và phần thân dưới đúng không? Đó là bài đi sóng, mọi người biết đi sóng không? Giống mà sóng bắt đầu từ gió, giống bắt đầu từ đâu đó là nó sẽ đi như thế này nè. Đó, nhưng mà mình không phải mình đi sóng tay, như là mình đi sóng toàn thân, là mình sẽ đi từ phần trên ngực này xuống tới phần eo và phần mông.
Mọi người biết động tác đó chưa? Có bạn nào biết chưa? Đi thử cho tôi xem thử. Có Hoàng Anh đi nè, nhưng mà đừng có đi hồi xong cái chạch lưng nha bạn. Động tác này hôm nay nó sẽ tập hơi đau lưng một xíu, cho nên là mọi người cố gắng siết cái bụng lại nha. Nếu như mọi người không siết bụng thì có khả năng mọi người sẽ bị đau lưng đó. Ok, mình sẽ tập phần thân trên trước ạ. Quay chính diện trước, sau đó Trang sẽ quay ngang lại cho mọi người coi nha. Chính diện nè, đứng gần đây cho thấy dễ ha. Rồi mọi người sẽ một cái động tác ngực của mình tuần trước đó là mình đẩy lên như thế này, nó xuống đúng không? Thì bây giờ mình cũng đẩy lên như vậy. Nhưng á, mọi người cảm giác ngực của mọi người là đi lên 45 độ, đi chéo lên phía trên á, chứ không phải là đi ngang vậy nha. Không phải đi lên mà là đẩy lên như thế này. Đi ra con. Đó, mình sẽ cảm giác là mình đánh cái ngực cao lên nha. Đánh cao lên nè, ok, đẩy lên nè, không phải đẩy ngang như vậy nha. Đây là đẩy ngang nè, còn đây là đẩy cao lên phía trước á, đẩy đẩy cao lên, đúng rồi. Sau đó mọi người sẽ hơi ngã cái người của mọi người ra sau, hơi đẩy cái bụng của mình ra phía trước đó, đẩy hết cỡ rồi đúng không? Xong bắt đầu gập nó lại, mọi người gập nó lại như vậy đó. Bây giờ mình tập phần thanh trên trước nha, nè quay ngang cho mọi người coi nhé. Mình đẩy lên nè, sau đó mình ngã ra sau, rồi hết cỡ của mình rồi, bắt đầu co cái lưng của mình lại, gập nó vô. Mọi người nhớ là mình phải tạo cho nó một cái đường cong nha, chứ không phải dài ngã xong gập xuống vậy là không phải nha. Mọi người để ý là nó phải đi theo một cái đường cong vô như vậy nhé. À, mình giữ cái phần thanh dưới lại ha, mình tập từ phần trước. Bây giờ mình đang tập từ phần eo trở lên, thì nguyên cái phần thanh dưới của mình sẽ giữ lại nè. Nguyên cái phần trên này mình giữ lại ha. Mình lấy hai cái tay mình bịt ngay cái chỗ đùi này, ấn chặt vô cái đùi của mình á. Hai chân của mình cũng siết chặt xuống mặt đất luôn ha. Nhấn chặt xuống mặt đất, chứ quên, siết cái mông của mình lại, đẩy cái ngực lên, sau đó ngã ra sau. Hết cỡ đúng không? Từ từ gập cái bụng lại. Đó, cong cái lưng lại. Mọi người cong nhiều vô nha, cong nhiều vô, cong nhiều vô giống như là bị gù lưng ấy. Mọi người cong cái lưng của mọi người vô, mọi người cứ tập đi liên tục như vậy thôi. Cho em nha, 5 6 7 đi nè, 1 2 3 gập, 4 nè, ok lại nha, 2 đi, 1 2 3 4 gù cái lưng lại. Ôi, gù vừa thôi mọi người. Gù có nghĩa là đang vẫn đang thẳng nè, mình đóng nó lại, chứ mình không đóng lại phía trước này, mình cũng không đóng như thế này ha, mình không đóng lại trước sau mà mình đóng trên cái đường thẳng trên người mình thôi, là đóng như vậy đó. Giống như y như cái động tác đập ngực vô á, đập ngực lên xuống á, đánh ngực lên xuống đó mọi người. Nhưng mà mình trong cái đường cong này là cái hình chữ S đi xuống chạy lên nè đó, xong rồi đóng lại. Tưởng tượng như con giun đất đó mọi người, tưởng tượng mình như con giun đất đó, hoặc là con rắn cũng được. Ok, rồi mọi người đi thử nha. 5 6 7 đi, 1 2 3 4, đúng rồi, mọi người làm đúng rồi đó. Lại lần nữa nha, 5 6 7 đi, 1 2 3 4, đúng rồi, tốt đó. Ok, bây giờ phần thân dưới nè, thân dưới hiện nãy mình đang ở đây đúng không? Khi mà mình gập xuống á, mọi người nhớ cái động tác thắt mông của mình không, thắt trước mở sau á. Khi mà mình gập xuống là cái mông mình đang ở phía trước nè, đúng không? Mình đang gập như thế này, tạo thành một cái đường cong á. Thì bắt đầu mình hơi hạ nhẹ đầu gối xuống, sau đó mình đẩy cái mông mình ra sau và lên lại, thắt mông nè, hạ nhẹ đầu gối, đẩy mông ra sau và lên, hất nè, hạ nhẹ đầu gối, đẩy mông ra sau và lên. Lại nha, hất mông lên phía trước, hơi hạ nhẹ gối, hạ nhẹ thôi, mọi người đừng hạ sâu xuống này nhé, hạ nhẹ một xíu thôi, sau đó đẩy mông ra sau. Cái mông của mọi người là cũng phải hướng lên trên nè. Ví dụ đẩy mông ra sau là mình đang đẩy ngang nè, hướng lên trên là mình hơi đi đầu gối lên. Lúc nãy mình hạ đó, bây giờ mình nhấc nhẹ cái đầu gối của mình lên.
Mạng hơi dịch hả mọi người? Ủa không biết nữa, mấy chỗ mọi người coi nó có bị dịch dịch không? Thì bên này vẫn thấy ba cục quá mà không biết sao. Em bị lag. Không biết nữa, để Trang chạy dạy chậm lại nha, chứ mọi người chịu khó coi nha, cũng không biết mạng bị sao nữa. Ok, lại nè. Phần hông ở dưới ha. Hơi hất nhẹ cái mông lên, sau đó hạ nhẹ đầu gối, đẩy mông ra sau và đẩy cao lên. Trả người về tư thế bình thường. Cứ mỗi lần như vậy trả về tư thế bình thường mọi người ha. Lại nè. Hất hông, hạ đầu gối, đẩy mông ra sau. Lần nữa nha. Hất hông lên, hạ nhẹ đầu gối, đẩy mông ra và trở về tư thế bình thường. Ok, có nhiều chỗ người ta sẽ dạy nhanh mọi người như thế này nè, có thể là đẩy mông. À quên, sorry, à, đẩy ngược. Bạn nào đang bảo mít đó. Hoài Phương ơi, em đang mở mic kìa. Ok. Rồi, có nhiều chỗ nhưng mà người đi học người ta sẽ chỉ mọi người như thế này nha. Để ngược lên. Hất cái hông lên. Hất mông ra. Đó. Nó chỉ có ba cái vậy thôi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nhưng mà Trang sợ mọi người làm như vậy mọi người không có hình dung rõ nên là Trang sẽ chỉ mọi người hơi kỹ một xíu nha. Đó cho nên là mọi người để ý kỹ nha, Trang sẽ chỉ mọi người từng phần, từ ngực xuống eo và xuống mông ha. Rồi bây giờ mình làm lại phần hông, sau đó mình sẽ ghép lại nha. Chuẩn bị nè, 5 6 7. Một, hất cái hông, hạ đầu gối, đẩy mông lên. Lần nữa, hất hông, hạ gối, đẩy mông. Ok, mọi người làm được hết chưa? Lại nha, 5 6 7. Đi hất hông, hạ gối, đẩy mông. Lần nữa, hất hông, hạ gối, đẩy mông. Đúng rồi, ok, mọi người nhớ, mọi người cho thêm cái đường cong ở trong cái động tác của mọi người nha. Bây giờ mình sẽ nối nguyên từ trên xuống dưới nha. Nè, rồi, từ phần ngực này mọi người ơi, đẩy ngực lên nè, ngã ra sau. Rồi gập xuống, hất cái mông lên. Cái lúc mà mình gập và hất mông là cùng một lúc ha. Hạ đầu gối, đẩy mông lên. Chậm lại nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mọi người coi được không? Rồi lại nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Nếu mà đi nhanh đó thì nó sẽ là thế này. Nó sẽ như là thế này. Đó. Nhìn mà hơi giống kiểu con lăng quăng một xíu quá mọi người. Nhưng mà có nhiều bạn không có đi liên tục được á. À, mọi người đi thử cho coi nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, mọi người đi chưa có được, tập tiếp cho mọi người. Mọi người đi từng phần thì được á, nhưng mà lúc ghép vô á, mọi người đi nhìn nó không có được đẹp lắm. Mọi người tự nhìn trong camera là mọi người sẽ tự thấy là mình làm không được đẹp lắm đúng không? 1, 2 tới đâu vậy? Đây, 1, 2 là ngực nè. 1, 2 là bắt đầu ngã ra nhé. Từ ngực bắt đầu ngã. 3, 4 là bắt đầu hất mông lên. 5, 6 hạ đầu gối. Và 7, 8 là đẩy mông lên. Ngực 1, 2 nè. Gập 3, 4 hạ đầu gối. 5, 6 và đẩy mông lên là 7, 8. Cô Nguyên ơi, làm gì quay mông như màn hình vậy? Nhảy con gái quá, nhảy không nổi hả?
Mọi người cứ tiếp tục đi nha. Em vẫn đang coi này mà chưa thấy bạn nào là ổn cả. Đi vẫn rất là bị cứng á mọi người. Rồi, à mọi người ơi, mọi người để ý này. Lúc đi ấy, tay của Trang không có di chuyển theo nha mọi người. Đừng có dậy nha. Đừng có di chuyển cái tay của mình theo ha. Nhớ giữ cái tay, siết cái tay của mình lại. Mình chỉ đi cái phần ngực, eo và phần mông, đầu gối thôi. Cái tay và cái vai mình giữ lại, đừng có đi di chuyển nó ha. Rồi bắt đầu giống đun dừa đó mọi người ơi, đi chậm, thật chậm thôi để mình cảm nhận động tác đã, rồi từ từ mình hãy đi nhanh lên nha. Xa xa đang mở cái mic kìa. Mọi người cứ tự đếm nhịp của mọi người nhé. Này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đẩy không lên ha. Mọi người hạn chế làm over quá thì đừng, đừng có dậy nha mọi người. Đừng có dậy lên nhé. Rồi làm vừa vừa đó ha, mình đi cái sóng nhỏ thôi. Rồi từ từ mình hãy nâng nó lên. Đi cái sóng vừa có gì nó hơi kỳ á mọi người ạ. Rồi bây giờ mình sẽ bữa mình học ngực như thế nào, học mông như thế nào, đó là lý do mình phải học từng phần đó mọi người, khi mà mình ráp lại á. Và cái sóng này nó cũng sử dụng nhiều lắm, cái này này nó sử dụng rất là nhiều luôn đấy. Bài cái bóp của nữ là hình như là cũng có sử dụng hết trơn đấy. À, bài sexy dance thì sử dụng lại càng nhiều nữa, chỉ có của nam thì có đó, nhưng kiểu là không phải bài nào cũng có thôi, nhưng mà đây là cũng một trong những động tác cơ bản rất là phổ biến luôn, nên là mọi người phải cố gắng làm được nhé. À, cô hướng dẫn lại phần hông dưới đi, cô em làm chưa được. Ok, phần hông dưới nè. Rồi, hất cái hông lên, mọi người nhớ động tác mông có động tác này không? Đánh trước, đánh sau, đánh trước và sau đó thì bây giờ mình đánh lên trước. Mình vẫn giữ nguyên cái phần trước của mình nha, mình không hạ là, ý là mình không trả về nha, vẫn như vậy. Và mình hạ cái đầu gối nè. Đó, hất lên vậy, không hạ đầu gối xuống luôn. Sau đó đẩy cái mông căng lên và kéo cái người lên. Mọi người cái cạnh có phải có cảm giác là cái mông của mọi người á, kéo cái người mọi người đi lên cao á, chứ không phải là cái đầu gối đẩy cái mông, mà là cái mông kéo lên. Ví dụ ngực cũng vậy, mình sẽ có cảm giác cái gì đó kéo cái người mình lên đó, sau đó mình gập nó, và đây có một cái gì đó ở ngay mông kéo cái lực của mình lên nha. Được chưa? À, Phương ơi em coi được chưa? Ok, chị Trang làm mỗi thêm một lần nữa đi ạ. Ok, mọi người nhìn nhé, Trang làm chúng mọi người nè. Mọi người nhìn thôi cũng được, mọi người không cần làm nhé. Làm mỗi thêm mọi người nè. 5, 6, 7, đi. Hai tay của mọi người có thể để cái phần đùi của mọi người để giữ chắc lại nha. Đẩy ngực nè, căng ra. Sau đó là gập cái lưng của mình lại nè, mọi người gập cái chỗ này lại. Xương sống của mọi người sẽ thấy hơi đau không? Sau đó mọi người gập hết cỡ đúng không? Bắt đầu lấy cái tay của mọi người nhấn ngay cái phần dưới trên ngực của mọi người, nhấn nó xuống, gù cái lưng lại, sau đó gù, lúc gù cái lưng và cái hông của mình sẽ chủ động hất lên luôn. Sau đó mình hạ đầu gối xuống và mình để cái mông của mình lên. Nhớ là phải có một cái lực gì đó, mọi người tưởng tượng có một cái dây á, nó kéo cái mông của mọi người lên nha. Rồi lần nữa nè. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên 8. Rồi ok, mọi người tự làm nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên 8. Rồi mọi người bị cái là sao ta? Mọi người đẩy cái đầu gối lên đó, chứ không phải là cái mông của mọi người kéo cái đầu gối lên mọi người nè. Mọi người phải để ý là cái mông của mình để lên cao vậy à, chứ không phải là lên vậy xong rồi, không phải là nhấc lên vậy, không phải là nhấc lên vậy nha. Đúng rồi, có những bạn đi phần trên rất là tốt nhưng mà không thấy được phần dưới mọi người ạ. Hằng ơi đang mở mic kìa, Hằng Minh. Lại nha, 5, 6, 7,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mọi người tự nhìn vô trong cái cam của mình á, mọi người thấy mình đi đẹp không? Đi đúng chưa? Nếu mà đi đi thấy bản thân mình đi đẹp là ok nha. Ai bị đau lưng không? Đau thắt lưng không? Anh Đài Huyền đi ok rồi đó, nhưng mà để ý nè, cái lúc em đẩy cái mông lên đấy, cái lưng em thẳng nha, còn lúc em đẩy mông lên cái lưng em nó bị dậy lên rồi nè, đẩy cái mông lên là lưng thẳng, tại vì bây giờ mình chuyển xuống phần dưới rồi thì phần trên của mình đừng có gù lại ha, cái lưng thẳng cái lưng ra. Ok. À, Tường Khanh ơi, hạ đầu gối em nhẹ xuống và đẩy cái mông cao lên, cố gắng đẩy cái đỉnh mông của mình cao lên nè. Yến Vi, em chưa có cái độ chuyển á, lúc mà em ngã ra vậy nè, em không có độ chuyển là bắt đầu cong lại, cong cái lưng lại sau đó mới đẩy cái mông lên, mà em cong vậy xong em hạ đầu gối rồi, nhớ phải cong cái lưng lại nữa nha Yến Vi. Văn Võ nhìn cũng ổn ổn rồi đó, lại là lần nữa chị coi làm chậm bé để lên. À, đó cái phần chuyển cũng chưa có rõ nè, phần chuyển nè, nhớ rõ nó ra để nó lên. Phần phần chuyển em làm hơi nhanh á, cái lực mình đi từ trên xuống dưới là một cái lực đều nha mọi người, đừng đi chỗ nào nhanh quá và chỗ nào chậm quá. À, Ngọc Ánh ơi, đi lại lần nữa. Đúng rồi, nhưng đầu gối nâng cao lên xíu, đừng hạ thấp quá ha. Kim Cương ơi, đẩy ngực ra trước hàng đẩy mông nha. Ngực với mông em gần như đi một lúc đó. Kim Cương, Nguyễn Thị Kim Cương. Đẩy ngực trước đã, giữ cái mông lại. Lúc mình đi nè, Kim Cương nhìn chị nè. Em đi bị vậy nè. Là hai cái đi một lúc đó. Cái phần này của chị giữ nguyên, chị đẩy ngực cái nè. Sau đó chị mới đẩy cái mông. À, cái ngực với cái mông của em gần như hết lên gần một lúc luôn á. Chân lê đi đúng rồi, như lúc hạ đầu gối á, hạ xuống nhẹ nhàng và uyển chuyển thôi nha. Đừng có hạ nhanh quá, châm lê. Thanh Huyền ơi, Thanh Huyền, coi chừng cái lưng nha. Gần được nha Thanh Huyền. Anna làm đi bé. Anna ơi, đẩy lúc đẩy cái ngực lên á. Đẩy chậm thôi. Đẩy chậm thôi mà nhả xuống nè. Em đẩy lên chứ đừng hất lên vậy hả, đừng hất cái bụng lên mà là mình vẫn đi theo sóng này thì nó sẽ dập dìu nhẹ nhàng thôi, không sóng bình thường, mọi người không phải sóng thần đâu nha. Hả anh Đinh, nhìn gần cũng đúng rồi đó, nhưng mà siết người lại một xíu bị over quá. Mai Thùy Dương gần được rồi. Ồ, chị đang coi nè, em cứ làm đi Thủy Linh. Đang coi tới khúc em luôn nè. Chậm lại. Cái lúc đánh ngực lên, khi mà mới lên vậy nè, em cũng phải làm chậm á, chứ không phải là chỗ này nhanh xong bắt đầu nhả xuống mới là chậm nha. Đi chậm từ đầu luôn. Ngay từ bắt đầu là mình đi chậm rồi, đi lực đều ra. Đúng rồi, xuống, rồi xuống, hạ đầu gối, hất mông lên. Đúng rồi, đẩy mông cao lên xíu nữa là ok. À, Hoàng Anh ơi, đẩy mông ấy, đẩy chậm thôi, đừng đẩy nhanh quá. Nguyên Lê ơi, đẩy mông cao lên xíu nha, Ngân ơi, làm lại đi. Thằng Huỳnh làm đẹp quá nè. Trời ơi, mong công tớn. Thằng phần đây hạ đầu gối vừa thôi nha. Nếu mà em làm nhanh á thì em sẽ không hạ đầu gối nhanh kịp đâu nếu mà làm liên tục á. Thằng men hạ đầu gối ít thôi. Hạ đầu gối ít thôi, hạ đầu gối ít thôi.
Đấy là cái này nó không sai nhé, các em đi nó không có sai, cái này không sai, nhưng mà tùy động tác thôi. Còn ví dụ mình đi liên tục như thế này thì em không hạ đầu gối nhiều được đâu, nên là lúc tập ấy hạ đầu gối ít thôi. Nên làm đúng rồi, nhưng mà cái lúc hạ đầu gối xuống đó, nó chưa có mượt đó, nó bị kiểu hạ nhanh quá đó. Mấy bạn bên TikTok nãy giờ có học không vậy? Đẩy cái mông cao lên Junior ơi. Đẩy cái ngực nữa, ngực đẩy cao lên. Mọi người nhớ này, mọi người nhớ là ngực của mọi người phải tưởng tượng là có một cái sợi dây nó kéo của mọi người lên. Đây là đẩy ngang nè, đây là đẩy lên trên nè. Đẩy hướng lên 45 độ nhé. Mông của mình cũng vậy, đẩy cao lên nè. Đây là đẩy ngang, đúng không? Và đây là đẩy cao. Nó khác không? Hướng 45 độ có người kéo lên nha mọi người. Cảm giác là có một cái lực kéo lên, mọi người phải cảm nhận được cái đó thì mới đúng ha. Lên nè. Lena làm đi. Lena làm chưa nha, Lena cảm giác chưa có ra sóng nha, tại vì cái lúc em hạ đầu gối xuống á, là cái đầu gối em đi thẳng lên thế này. Em đang bị đi thế này. Đẩy như vậy sau khi em hạ đầu gối xuống là nhấc lên như thế này luôn, chứ nó không phải khác nha, không phải là kéo mông lên được từ. Mọi người nhớ lực đi từ trên xuống dưới là lực luôn luôn đều nha. Mọi người chỉ cần có một cái đoạn nào nhanh hơn hoặc chậm hơn đó thì nhìn xấu nó đã không đẹp rồi. Ok mấy bạn bên TikTok ráng tập nha. Phan Nguyễn Hoài Phương đâu nhỉ? Đợi chị xíu nhé, chị chưa thấy Phan Nguyễn Hoài Phương. Đâu ta? À đây rồi. Trời ơi, và mặc cái bộ đồ chỗ nhà bà túi o mà. Xa ra chị mới thấy, đứng gần quá chị không thấy đâu. Kim Hằng đâu? Lại nha Kim Hằng ơi, lại lại. Rồi. Ủa? Rồi, cố gắng làm rộng ra, đang còn nhỏ quá, gần đúng rồi. Rồi Phương làm đi, được chưa? Chỉnh cam được chưa? Mochi ở đâu mọi người từ từ cứ comment nhé, chị thấy à. Mochi lại lại từ đầu, Mochi lại từ đầu. Hai đi, một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi tôi đếm nhịp một kiểu và làm một kiểu. Rồi cái đoạn sau mông em làm gần được rồi đó. Nhưng mà cái đoạn ngực nha. Lại lại cái ngực trên chị coi. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ok rồi đó. Vi Huỳnh đâu? À đây là Vi Huỳnh bên này luôn, đợi xíu. Huỳnh đi đi. Hai đi. Một. À, cái mông mà vẫn bị cái kiểu là không có cái lực kéo lên á, cái mông đang bị rất là thấp luôn, là đang kiểu bị đứng lên thôi, chứ không phải là nhớ cái ngực mình đẩy ra như thế nào thì cái mông của mình cũng phải đẩy lên như vậy đó, đẩy cao cái mông lên mọi người ạ. Mọi người tưởng tượng ai nắm cái quần của mọi người kéo lên vậy nè, tự nắm cái quần của mình cũng được.
Nguyễn Thị Ngọc Lan làm đi đấy. À, mông của em cũng chưa đẩy lên, ngực của em cũng chưa đẩy lên cao luôn, nó đang đẩy ngang qua như lỗi nãy giờ chị nói, nó đang đẩy ngang qua, cố gắng tưởng tượng đẩy lên cao. Thảo Nguyên xem chưa nhỉ? Khó không mọi người? Mọi người thấy động tác này khó không? Khó hả? Có đau lưng. Gọi thế mới kêu là siết cái bụng lại. Mọi người nhớ siết cái bụng nha. Hải Ly. Hải Ly đâu ta? Rồi, thấy Hải Ly rồi, ok em làm đi. Rồi, mông ráng đẩy mông lên cao một xíu, gần được rồi. 80% rồi đó em, cái mông đẩy cao lên một xíu nữa được. Rồi. Nguyễn Mai Thùy Dương em làm đi. Hồi nãy có tôi làm lại bé Dương, Lưu Dương em làm lại nhé. Lại lại luôn. Mông đẩy lên cao một xíu, ngực đánh đẹp rồi, mông đẩy lên cao một xíu nha. Ngọc Hà làm lại luôn. Ngọc Hà ơi, đẩy ngực lên trước, nhớ mình đi từng bộ phận trước, đi phần ngực trước, phần ngực phải đẩy thật nhiều ra rồi mới được đẩy cái mông ha. Đẩy cái bụng. Anh Đào Hình ơi, vừa vừa thôi bà ngã luôn bây giờ. Bà ngã đằng sau nhiều vậy. Đẩy ngực căng ra, đẩy căng cái lồng ngực của mình ra mọi người ạ. Rồi, Thảo Nguyên làm đi. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, Thảo Nguyên trả lời đẹp rồi đó em. Phương Lan. Phương Lan đâu nhỉ? Lại luôn, Phương Lan lại luôn. À, Phương Lan đẩy ngực căng lên. Căng cái ngực lên. Chưa, Phương Lan ơi, em phải định hình được đâu là ngực và đâu là cái phần eo mình nhé. Em đẩy là khi em đẩy ngực lên em hớt cái bụng lại thì mới thấy rõ cái ngực, còn em đẩy như thế này nè thì thấy cả phần bụng và phần ngực của mình nó căng lên cùng một lúc á. Mọi người đẩy ngực lên, mọi người hớt chặt cái bụng của mọi người lại, ngã ra sau nè, sau đó mình mới thả ra ha. Mọi người hay bị lỗi này nè, mọi người đẩy lên chung một lúc nè, mọi người à, mọi người không hớt cái bụng mọi người lại thì chị nhìn nó chị thấy cái bụng của mọi người đi trước không à, là đừng ngã ra sau nhiều quá nha, vừa với mức của mình thôi. À, Long đâu nhỉ? Long mà chị không thấy cam của em. Nguyên làm đi. Bạn Khôi Nguyên với bạn Thảo Nguyên ở chung nhà hả? Đúng không? Nãy giờ tôi thấy hai người mặc áo neon, nãy giờ tôi tưởng là tôi bị nhầm. Ok, hai chị em tập với nhau hả ha em. Phương Nguyên đẩy cái mông cao lên xíu nữa là được rồi. Phương Nguyên làm khá đẹp đấy, hai 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 bạn này làm tốt nè. Bạn Phương Nguyên với bạn à, Thảo Nguyên á, sinh đôi à?
Không phải em hỏi sinh đôi hả? Anh em chị em. Anh Hoàng chị coi chưa? Nãy giờ coi nhiều người quá không nhớ mọi người. Sắp ngáo rồi. Anh Hoàng rồi, là anh Hoàng làm đi. Lại nào. Lại hạ đầu gối xuống rồi hết. Ừ, gần được. Nhớ nha, tới cái phần mình gập cái bụng lên mình hạ, chủ động hạ đầu gối xuống, sau đó mình hất cái hông lên nha Ngân Hoàng. Còn cứng á, lại nè. À, Ngân Hoàng làm lại đi, chị chỉnh cho chậm thôi. Đẩy ngực lên, căng căng cái ngực lên, ngã người ra sau, gập cái bụng lại, gập bụng hạ đầu gối, đẩy mông lên, nó làm từng bước từ từ vậy thôi. Dạ xa xa, chị xa xa đợi em xíu, đang kiếm cam của chị. Tại vì nó có hai màn hình, mọi người nó phải nhấn qua nhấn lại mới thấy được. Tìm nãy giờ mới lòi mắt luôn luôn á. Xa xa đâu nha, chưa thấy camera, tự tưởng làm rồi, đi làm đi chị. Chưa có nó cơ bản thì nó đúng đó, nhưng mà nó chưa có uyển chuyển lắm gì, nó chưa có đẹp đó, nên là cố gắng chị đẩy cái phần ngực lên nhiều giùm em xíu nha, đừng nói không có ngực nha. Không em nói thiệt, mấy bạn nam á không có ngực đâu, nhưng mà người ta cong cái xương sống người ta, cái phần xương sống người ta đẩy lên cong rất là cong luôn, nó như là sẽ thấy rõ cái phần này, thấy rõ là đi lên luôn, chủ yếu như cái xương sống của mình đó mọi người. Nho cái nho Nguyễn Thị Ngọc Lan, ô mọi người này tập nãy giờ mọi người tập xuyên suốt, mọi người không mệt luôn hả? Sao hôm nay mọi người tập chăm dữ vậy? Lan làm lại Lan ơi. Rồi cái lúc em chuyển từ ngực đi xuống mông nó chưa có đẹp lắm nha. Mọi người tưởng tượng con sóng nó đi làm sao? Mọi người đi như vậy nhé. Chuyển chậm hơn mọi người, đếm từ 1 tới 8. Đếm từ 1 tới 8 mà đi tới đúng 8 là mình xong động tác là đúng, còn mà mình đếm mới tới 5 mà mình đã xong động tác là mình là sai nhá. Tại vì mình đang làm chậm thì nó có thể nhanh hơn là 1 2 3 4, nhưng mà bây giờ mọi người làm chậm trước. Bạn nào nãy giờ mà chị kêu là sửa được ấy thì mọi người bắt đầu mọi người tập đi nhanh hơn, là đi như thế này. Có nghĩa là mình không cần về vị trí ban đầu nữa, là mình sẽ nối luôn. Đẩy mông, sau đó bắt đầu đẩy ngược ra lại luôn. Đẩy mông và ngực đi liên tục luôn, mình không cần về vị trí cũ nữa ha, ngực với mông đi cùng một đợt, tức là cứ ngực xuống mông xong lên ngực lại xuống mông á. Bạn nào đi được thì đổi bên còn lại luôn nha mọi người, mọi người cố gắng đi bên còn lại nữa, để chứ không mất công là kêu là hồi đó đi được có bên phải rồi bên trái không đi được nha, tự đổi bên lại giùm chị nha. Rồi bên võ làm xịn quá kìa, bên võ làm tốt ha. Đau lưng nha, đau lưng hả? Cố lên em, vì một tương lai tươi sáng. Mochi ơi làm chậm lại xíu nha, đang cũng gần đúng rồi đấy, nhớ đổi bên nha mọi người. À, Khôi Nguyên với gì Thảo Nguyên hả? Hai đứa đặt tay lên lưng một bạn trước bạn sau á, lấy tay đặt lên lưng người trước, hai đứa đi sóng đôi thử coi hai đi có đều không, một cam thôi, từ từ qua cam, qua vậy qua cam của Thảo Nguyên nữa. Đổ hai đứa chạy qua chạy lại cam ai vậy trời, chị không thích. Qua cam của Khôi Nguyên đi, Khôi Nguyên chị thấy nhiều hơn nè. Thảo Nguyên đặt tay lên. Mọi người thấy hai bạn màu xanh không? Ai ở trước ai sau cũng được, đặt một tay thôi, đặt một tay thôi, một tay thôi, một tay thôi, một tay đặt một tay thôi. Rồi lại nè,
Tự đếm nhịp đi, chị thấy ok mà. Y như Blackpink luôn á. Rồi đặt tay trong ấy, đặt tay bên trong ấy. Đặt tay bên trong ấy, đừng có đặt tay ngoài. Đúng rồi, đây đó đó. Ừ, đúng rồi đây, đúng đẹp mà. Xin xin. Đọc bài là đọc bài chung vậy luôn nha. Nhưng mà đi đi được có lần á, đi thử nhiều lần coi nó có đều không. Thế bữa bữa giờ tôi cứ thắc mắc. Rồi cái thôi mọi người nghỉ xíu uống nước đi mọi người. Ra quạt xíu cho mát đi chứ bắt đầu hồi la nóng nữa. Tôi thấy mọi người chắc giờ chắc cũng đau lưng lắm rồi ha. Lớp mình nhiều bạn tên Phương ghê. Hoài Phương. À nhầm, nhiều bạn tên Nguyên nha. Phương cũng nhiều, Nguyên cũng nhiều. Nguyên Lê hả? Nguyên Lê, Lê Nguyễn. Lê quá trời Lê luôn. Lê Na. Lê Ngọc Ánh. Đủ thứ Lê. Lê Thị Thùy Liên. Trời Lê quá trời Lê luôn mọi người. Uống nước nghỉ xíu rồi mọi người, sao mình ráp nhạc ha. Mình đi được 8 nhịp, sau đó mình từ từ mình sẽ nâng lên là 4 nhịp và sẽ có 2 nhịp nữa nha mọi người, rất là rất nhanh luôn á, 1 2 3 4 nhịp liên tục luôn á. Phải chi mà, ủa trời mua chi em hôn chị hả? Em chưa mở lên hôn chị á. Chị thấy em chưa mở lên làm gì vậy? Số phận xem TikTok không coi được. À, sao em không có coi trên Zoom vậy? Camera bị hư hay sao? Xe không có coi trên Zoom. Trời ơi, Phương Lai vẫn tập kỳ chăm thế. Có ai bị đau lưng không? Hôm nay mình học có một động tác thôi đó mọi người ạ. À. Mọi người thấy một động tác là lâu như vậy thì mọi người nghĩ đi tập một bài thì nó tới cỡ nào. Nếu mà trước đó mọi người cứ hỏi là sao không tập bài đó, trường hợp mà mọi người thử coi tập bài thì mọi người biết nó lâu tới cỡ nào. Đây có một động tác là một tiếng đồng hồ rồi, như con lăn quăng vậy nè. Nó mờ, coi trên Zoom nó mờ hả? Lăng quăng là chuyện bình thường mà, được như con lăng quăng đã mừng rồi, được như con lăng quăng là mừng rồi đấy. Nhiều bạn không được thế, nhiều bạn vẫn đang tập thì chăm thế. Chị thấy trong này cũng có nhiều bạn hơi mụn mỉm nha, chắc là mọi người muốn được chia sẻ phương pháp tập thể dục với ăn uống lắm phải không? Vậy hả, hôm nay hơi lát hả? Chắc vậy, quá hồi chiều em học online em cũng bị hơi lag, mà em tưởng là do cái phòng trên nó yếu rồi đây. Đang ở phòng đặt wifi chính luôn á mà nó vẫn yếu hả? Có phương pháp tăng cân không? Có, tăng cân hay giảm cân là đều nó phụ thuộc vào chế độ ăn uống và tập luyện ấy. Mọi người cứ nghĩ là tập là mới giảm cân đúng không? Nhưng mà thay vì mình tập cardio để giảm cân á, thì mình tập với tạ chị. Mình tập kháng lực này, mình tập với lại những cái loại dây kháng lực, dây ben, là mình tập nặng á, thì bắt đầu cơ của mình nó sẽ phát triển lên. Mà mọi người đừng có sợ là tập lên là sẽ bị như đô vật, là có cơ bắp này nọ, không có đâu nha mọi người. Cái để được lên cái cơ đó là người ta phải mất mấy năm trời, và người ta tập rất là nặng thì mới lên, còn mình tập sương sương nó không lên nổi đâu. Với lại chị ăn nhiều đạm giùm em. Đạm có trong thịt gà này, thịt bò này, đậu nành này, các loại hạt á. Với lại ăn ít clean á cũng là một cách để mình tăng cơ tăng cân đó nha, chứ không phải ít clean là để giảm cân đâu mọi người ạ. Tập mông chân có to không chị? Tập mông tùy bài nha, nếu như em tập quá á thì nó sẽ tác động vô phần đùi nữa, nên là mình có thể kích hoạt nó sẽ to hơn một xíu. Nhưng mà để mà to lên khó lắm mọi người ạ. Mọi người phải kiên trì tập với tạ nó mới to được.
chị thường tập những gì vậy chị, nếu không có tạ đồ các kiểu? Nếu không có tạ em có thể thay bằng bình nước này, bình nước suối 1 lít này, 2 lít, 5 lít này, chứ không cần tạ đâu. Với lại nhưng mà tạ bây giờ nó bán cũng rẻ lắm, nó có vài chục nghìn một một cái tạ à. Ừ, chứ nhà chị cũng đâu có máy tập gì đâu. Tập những gì thì nhiều lắm, bài thì nó vô số kể, không không nói không hết được đâu mọi người. Mọi người muốn tập phần nào thì mọi người lên YouTube ấy, nó nhiều lắm. Giờ không ship được. Hồi chị em mới đặt Shopee em thấy ship được rồi đó chị. Chị đặt lên thử đi, hồi chị em mới đặt Shopee được rồi lại đó. Bê đá hoặc chậu cây á chị. Dữ vậy. Rồi cái xong bẻ chậu cây cái ba đánh luôn á. Ăn nhưng mà quan trọng ấy mọi người ạ. À, ăn uống nó chiếm 80% là cho dù là tăng cân hay là giảm cân thì ăn uống là quan trọng nhất, chứ không phải là tập luyện là quan trọng. Tập luyện nó chỉ chiếm 20% thôi. Nên là mọi người phải ak chuyển cái chế độ ăn uống của mình lại cho đúng. Mọi người mà có nhiều bạn cứ tập càng tập nó càng tăng cân, mà không biết vì sao. Tập xong ăn ngon miệng quá mà ăn quá trời quá đất. Rồi gia vị của mọi người nữa, tại vì người Việt Nam mình ăn đồ ăn rất là miền Tây thì ăn rất là ngọt này, còn miền Bắc thì ăn rất là mặn. Mọi người phải giảm cái lượng gia vị của mọi xuống, dầu ăn các thứ nhiều thứ lắm mọi người. Bây giờ trên TikTok, YouTube em thấy người ta chỉ quá trời chỉ luôn á. Mọi người lên nó coi nhiều lắm. Chị ơi, tập vô nhạc không chị? Vô chứ. Giờ tập nhạc nè, hết mệt cho mọi người. Em bưng thùng nước 20 lít hoài mà không giảm. Bưng nó khác, còn em bưng tập nó khác chứ. Ai biết là em bưng làm gì? Vì em bưng từ đây vô trong nhà thôi chẳng hạn thì sao mà nó xuống được. Mọi người nhớ để mà đốt mỡ thì mọi người phải tập trên 40 phút nha mọi người. Tập 30 phút đầu là chỉ là cái lượng đường của mình thôi. Muốn để giảm mỡ là phải tập trên 40 phút. Một tháng mình chỉ nên giảm từ 3 đến 4 kg thôi nha, đừng giảm nhiều quá. Ok, ráp nhạc nha mọi người. Uống nước ráp nhạc nè. Bài gì đây ta? Tần nữa nha. Bài đó là giờ biết dễ nghe lắm rồi mà giờ nhiều bạn chưa nghe được, buồn quá. Bài mọi người không nghe được biết đó, mọi người cứ mở cái bài bất tình này lên, nó sẽ rất là dễ nghe cho mọi người. Bạn em nó không làm gì cũng giảm được 5 kg. Không làm gì đâu biết đâu người ta bị stress nè, hay là uống thuốc giảm cân hay là như thế nào đó, sao mà không làm gì giảm 5 kg. Nhiều khi bị stress đó mọi người, có người stress tăng cân nhưng có người stress là bị giảm cân nha. Bình thường mình tập 1 tiếng rồi tập nhảy nữa có bị giảm ký không? Tập nhảy này không giảm được đâu, tập như thế này là quá nhẹ nhàng, không thể nào mà giảm ký được á. Nếu mà tập mà giảm ký được á thì chắc em không bao giờ tập gym đâu. Chị còn chị hả, chị muốn tăng cân thì chị ăn ăn nhiều đạm vô và tập cái tạ này nọ cường lực á. Ông ấy nhầm kháng lực nhiều vô, tự nhiên nó tập kính cường lực hay cái gì hết trời.
người đi không kịp đúng không? Hai nhịp mọi người đi đâu kịp đâu đúng không? Hai hai mọi người đi kịp không? Hai hai là đi nhanh lắm, là đi dễ thế. Đi cực kỳ nhanh luôn á. Ok, bây giờ mở nhạc mọi người tự đi lại lần nữa nha. Có 8 nhịp, 4 lần 8, sau đó đổi bên. 4 lần 8, rồi 4 nhịp ha. Lại đổi bên và 2 ha. Bên vỏ sung quá trời. Ok, mở nhạc lại nha mọi người. Chuẩn bị này. Tôi bị đứng rồi tôi không thấy được mọi người, trời ơi, hay là do mạng nữa. Ai đang mở mic đấy, nghe tinh 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 tinh. À, Long ơi đang mở mic kìa. Ủa này sai thấy em xin ao mà mới vô lại à? Ai cần ôm bài cũ không? Sorry cô, em vô lớp trễ, trời ơi, vô cái giờ này người ta gần ao rồi giờ mới vô. Bạn này phải học viên gì, thấy tên lạ quá. Chị cho em ao một phút ào, ao đi. Một phút thì cứ ao đi. Ổn không mọi người? Có ai chưa làm được không? Làm nhanh chưa làm được đúng không? Ôm bài cũ rồi tập luôn bài mới. Rồi. Bài cũ là mình có bước chân, có mông, ngực và đi sóng đúng không? Là sắp hết rồi đó mọi người ạ. Chị mình chỉ có mình có thể ôm lại một số động tác là đánh hông số 8. Rồi thêm một số bước chân di chuyển nè. Mà nhiều lắm, học nhảy chắc học cả đời không hết rồi mọi người ạ. Đấy là cơ bản nhất của cơ bản rồi. Đau bụng luôn đấy chị.
Ok, mình ôm lại một số động tác cũ nha mọi người. Có mọi người có cần ôn chay lại không hay là mình nhạc luôn? Mạng chị bị giật rồi hả? Mạng bị lát hả mọi người? Mọi người thấy chị rõ không hay là do bên chị? À mọi người ơi, chị muốn hỏi ý kiến mọi người là bây giờ nếu như chị quay nguyên một buổi như vậy này, vừa cũng đánh ngực, rồi đánh hông, đánh sống đó, sau đó chị up lên trên TikTok là mọi người, một số bạn không gửi được trong nhóm á, thì mọi người nộp bài trên TikTok luôn được không? Hay là mọi người kích vô cái link đó, à cái clip đó, xong mọi người chọn duet á, hay là mọi người lấy nhạc từ ở trong đó, rồi mọi người quay, mọi chị đại, tại vì chị thấy rất là nhiều bạn gửi clip bằng TikTok lên á, tại vì mấy bạn không có thêm thiết bị á, là mọi người phải lấy nhạc trực tiếp vào trên TikTok thì mọi người có thể quay trực tiếp trên đó luôn, mà chị có thể sửa bài trực tiếp trên đó cho mọi người luôn. Thì nếu mà gửi bài lên trên đó mọi người ok không? Tại vì thấy nhiều bạn cũng làm xịn sò lắm, edit các kiểu rồi màu mè hoa lá hẹ luôn á, làm hơi bị xịn á. Ôn chay trước hả? TikTok mình quay bị mờ. Thì mọi người up vô TikTok hay Telegram thì đều được, tại vì thấy nhiều bạn gửi TikTok quá. Ôn chay ha. Ok, ôn chay rồi mọi người. Mọi người nhắc động tác đi, mọi người nhớ động tác không? Ok, động tác đầu tiên ha, bước chân nè, mình có nhún ha. Mọi người ôn chung nha, 5, 6, 7, đi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một lần 8 thôi nha mọi người. Rồi, tiếp theo nè, mình có bước gì? Bước qua bước lại đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, bước chéo lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và mũi chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ra sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 bước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chéo sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, tới không? Hai bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trước sau. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 hướng. Lên, trái, xuống, phải. Lên, trái, xuống, ngược lại. Lên, phải, xuống, trái. Lên, phải, xuống. Xoay tròn. 1, 2, 3, 6, 7, ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ngược nè, trước sau hả, lên and xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, hai bên phải trái, phải trái, phải bốn hướng, lên trái xuống phải, lên trái xuống, ngược lại, lên phải xuống trái, lên phải xuống, xoay tròn. 5, 6, 7, ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi đi xong. À mọi người, cái chụp bạn nào mình thấy mà đứng cái này hơi khó, mọi người có thể bước cái chân trong của mình lên nhé. Đừng có bước chân ngoài đi vậy nha. Chân trong nè, mình có thể đi sống lên. Cái này cũng được nha mọi người. Đó, mình bước cái chân trong của mình lên như vậy cũng được hả, chứ không nhất thiết là mình phải đứng thế này, mình có thể biến tấu thêm hả. Rồi đi thử nha, 5 6 7 đi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 ngược lại một bên đó. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Nhớ chưa?
Tập hết nhiêu đây cũng hơi ra mồ hôi nhiều đấy. Sao trời ơi, cái bên của tôi nó cũng bị văng ra, bên lát nó bị răng văng ra là mọi người ạ. Ok, tập. Mỗi động tác mình làm 2 lần 8 thôi nha mọi người. 1 lần 8 chắc mọi người không nhớ kịp đâu ha. Rồi chuẩn bị nha, đứng lên nè. Con mệt mà đếm mệt quá à. Tự đi được không mọi người? Tự đi được không? Ai đó nói cho tôi biết các bạn tự đi được không? Thôi, có tự đi không được hay không được thì cũng phải tự tập thôi nha mọi người. Tự mở nhạc mọi người tự đi nha. Nhớ cứ 2 lần 8 là đổi nha. Đếm nha mọi người. Không đếm ở đâu mà lắm.
Ok, đứng lên nào. Xong lần cuối mình nghỉ nè. Cố lên, cố lên. Năng nở lên nào. Rồi, chuẩn bị nha. 3. Chết cha, sao tôi quên vi step hoài vậy ta? Có mọi người nhớ, mọi người làm nhé. Hoài luôn á. Có vi step nha. Lỗi tại tôi, xin lỗi mọi người. Ok, chuẩn bị ha. Bạn muốn kinh doanh? Con này nãy giờ có mấy bạn không nghe được nhạc hả? Sao tôi thấy vẫn có nhiều bạn nhảy rất là miệt mài luôn á. Thế là do đường truyền của bên mình hay là do đường truyền của bên mấy bạn ta? Như thấy Vi Huỳnh này nhảy đếm nhịp rõ luôn á. Nhảy cũng rất đẹp luôn. Thế là không biết do đường truyền bên nào không biết nữa. Giật giật luôn.
Tại vì chị thấy lúc mà mọi người nhắn là thấy đó, nhưng mà vẫn có nhiều bạn đang vẫn đứng nhảy bình thường á. Thôi chịu khó à mọi người ơi. Bây giờ mọi người đã học được khá nhiều động tác rồi á, cho nên là mọi người tự mở nhạc lên, mọi người có thể nhảy phiêu này, có thể nhảy dựa trên những động tác đó. Mọi người nhớ trong đầu động tác gì mọi người cứ nhảy qua nhảy lại thôi, kết hợp tay chân lại với nhau thôi, chứ không cần là mình đi theo thứ tự nữa. Mình tự nhảy ở nhà thôi, tự sướng với bản thân mình thôi, là tự nhảy thấy đó, thấy nhạc hay nhảy nhanh chỗ nào thì mình nhảy động tác nhanh chỗ đó, hay chậm cho nên chậm chỗ đó để mình cảm nhạc trước ha. Sau đó để dần dần á mình có tập thói quen khi nghe nhạc và nhảy rồi đó, sau này mình học mấy cái bài á thì nó cũng dễ hơn. Thế mọi người ở nhà mọi người cứ mở nhạc, mọi người nhảy tưng 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 nhé, chứ không cần là phải cứ có giáo viên mới học đâu nha mọi người. À là tự em tự đếm nhịp chứ em không nghe được nhạc hả Vi? Anh biết đâu thấy em nhảy sung quá tưởng đâu nghe nhạc. Ủa bạn Vi này phải, bạn Vi học bên Bình Thạnh không ta? Bên Bình Thạnh cũng có một bạn tên Vi Huỳnh. Ok, vậy là mình học xong cũng kha khá rồi đó mọi người. Mọi người ở nhà ôn ôn tập nhé. Vi Huỳnh này đang học lớp ở của ai dạy nhỉ? Bối dạy hay là chị cái là tự nhiên quên ngang xương. Ủa, tự nhiên cái não nó bị gì ta, quên ngang xương tên giáo viên rồi. À Bảo dạy. Bảo dạy thì mới dạy được mấy buổi rồi đúng không? Mà nhảy vậy là giỏi quá rồi. Ok mọi người. Ok, giờ hôm nay mình học tới đây thôi ha. Bài tập về nhà thì vẫn như mọi hôm. Mình sẽ quay động tác sống. Mình đi có mình đếm một lần 8 chậm này. Sau đếm 4 nhịp. Nghĩa là đi sóng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xong lần tiếp theo là đi sóng 1, 2, 3, 4. Rồi mỗi lần như vậy mọi người đi 2 lần 8. Và đi sóng nhanh 1, 2 mọi người ha. Nhớ đổi bên nữa nhé. Chân mọi người có thể để thường, hoặc là một chân bước lên trên như lúc bài tập ha. Và hôm nay là thứ tư thì hạn là vào thứ thứ sáu mọi người đọc bài nha, thứ tư đúng mọi người, quên cái ngày giờ luôn rồi. Rồi ok, vậy với lại bài hôm bữa mọi người nộp hết chưa? Chưa nộp thì cũng tranh thủ nộp nha, hôm nào thầy cô sửa không kịp á, nhiều quá sửa không kịp. Rồi giỏi quá, nhiều bạn hả, học hôm nay xong là khuya nộp liền luôn á, có nhiều bạn vậy luôn á. Có bạn nào muốn hỏi gì không? Dạ, đáp thắc mắc. À, với lại mình nhớ là thứ sáu mình sẽ học vào lúc 19 giờ nha mọi người. Thứ sáu thì mình học nhanh thôi để mọi người có thời gian ôn lại tất cả các động tác. Sau đó qua tuần sau thứ hai mình sẽ bắt đầu đi vô học bài ha. Nhớ là thứ hai học bài thì mọi người mặc đồ rộng thoải mái nha, và mình sẽ được học một giáo viên khác. Hôm bữa có nói là thứ sáu chị động tác đánh không số 8 á chị, em có nói là thứ sáu thì sẽ chỉ lại á, hồi nãy em cũng có nói á, là bây giờ mọi người muốn học liền hả hay là thứ sáu học? Dạ có căng cơ không cô? Có ok em, mọi giải đáp thắc mắc cho mọi người xíu là căng cơ, ai muốn hỏi gì không? Không hỏi thì căng cơ luôn. Mọi người tự căn cơ được không? Nhớ bài căn cơ không? Căn cơ cho bớt đau lưng có chứ, căn cơ lại bớt đau lưng mà. Nhưng mà biết sao không? Nó còn căn cơ nó có nhiều dài lắm, thậm chí là mình phải làm 15 20 phút lận, và mình phải làm cái thảm rồi nọ, nhưng mà không có thời gian, cho nên là thường mình căn cơ là cơ bản luôn chứ mình không có làm lâu. Học giáo viên khác chị có coi không? Có chứ, vẫn luôn coi mọi người mà, luôn đồng hành với mọi người chứ không nhẹ học giáo viên khác từ bỏ mọi người hả? Coi cả giáo viên rồi dạy làm sao, coi cả các bạn học viên nhảy làm sao, coi hết, tôi rảnh mà tôi phải coi chứ. Ok mình căn cơ nha.
trong cơ để cho ngủ ngon. Mọi người tập xong mọi người có ngủ ngon không? Mày nó sẽ chỉ mọi người căng cơ nhiều hơn ha, cho mọi người bớt đau, ví dụ đau lưng nè đó, hoặc là bạn nào muốn tập ép dẻo, sọt dọc, sọt ngang gì đó thì hôm nào mặc đồ thể thao thứ sáu đi ha, mặc đồ thể thao thì chỉ mọi người nhiều hơn nha. Ok, vậy hôm đó thì mọi người cũng mặc đồ thoải mái một xíu nhé, mặc đồ bó quá hoặc là mặc quần đùi á, nhiều khi á không có không căng cơ được á. Thứ sáu mọi người mặc đồ thoải mái xíu nha. Ok, vậy xong ha. Bye bye mọi người. Nếu ai hỏi gì thì hỏi nhé. Còn không thì mình out. À, chụp hình. Bye bye. Chụp hình. Bánh tim nha mọi người. Hôm nay chuyển qua chế độ bánh tim. 2, 3, chụp. Ủa? Sao mấy bạn đi ao nhanh vậy ta? Rồi tắm nữa nha. Ok. Xong, bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.